Em xin chào anh chị, chào cô chú. Nay chủ nhật cuối tuần, chúc cô chú anh chị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay mời cô chú anh chị cùng ngắm một số loại hoa nở ở vườn nhà cô chú anh chị. Thì nói chung trồng hoa thì hoa lan thì mùa này là đúng là mùa hoa của nó luôn. Cây nào cũng nở hết, trừ một số cây nở xuân thì nó ra xuân, còn cây hè thì tầm hết là mùa này. Đầu tiên thì cây này là cây hoàng hậu lá biên của em, hoàng hậu lá phát tài của em. Đây, cây này thì vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn nha anh chị nha. Nó tên của nó là phụ nữ hoàng hậu. Thì nó khác một số loại phụ nữ khác là thân lá nó to hơn và hoa của nó hoa của nó đây. Ngọn hoa dài kinh khủng, mét 2 4 6 8 10 hơn mét. Vừa cho lá vừa cho hoa được luôn anh chị, rất là phê luôn. Em còn hoàng hậu này thì nó có hai mặt hoa, một là cái mặt hoa nâu này nhìn khá là ma mị, hai là mặt hoa xanh, nó nở ra màu xanh hết luôn nha anh chị. Thì em đang tìm một cây đột biến lá nữa, đột biến lá mà hoa xanh nữa, mà cây đó thì có vẻ khó tìm, giá nó hơi cao tí, có mấy lần hỏi rồi mà giá cao quá chưa mua được. Còn cây xanh thì em có rồi, cây xanh lá không đột biến á, lá bình thường á, mà hoa xanh thì cũng có, mà nó chưa ra hoa thôi. Hài, anh chị nhớ mấy cái clip hài được chứ em đăng không? Hơn tháng rồi, giờ vẫn còn. Hài thì chơi khi nào chán thôi đây. Cây này tàn hết, đây, cái cuống cũ của nó tàn. Đây, đây nữa. Ra lại ra hoa tiếp, trên nè, không, cuống nè, tàn nè. Đó, giờ lại có nụ hoa tiếp, rất là bền, rất là sai hoa luôn, tha hồ chơi. Bông hài, còn giả hạt thì khỏi nói rồi. Bây giờ mùa này đây tá lại hết, bệt mũi trắng, năm cánh trắng, mắt xước rồi, nhiều loại lắm. Kiếm mùa này cũng đang ra đây một đống. Kiếm này em cũng dư khá nhiều, anh chị nào mà có thích thì mua về sưu tầm. Thì mặt hoa đó nè, em đã rẽ cho về chơi cho nó gọn, để la liệt hết. Đây bệt, cái này cây lâm tâm như nè anh chị nè, lưỡi kinh khủng không, đậm hết luôn. Bệt thì nhà em tá lả đây mà bó. Cây này là cây hoa ghê, năm cánh trắng tân hội. Này là cây dendrochớp Susan. Dendro thì nói về độ bền thì khỏi bàn, vô địch, không loại nào bền bằng dendro, kể cả hài luôn. Hồ điệp cũng bền đây. Hồ điệp, cây này là cái hồ điệp lá biên, vừa chơi lá vừa chơi hoa. Còn nguyên cái dàn này là bệt ma bó. Cây này là cây siêu bệt mũi đen, kỳ lũ khủ, 50.000 một kỳ nha anh chị nha. Đây bụi bệt này, bụi này ra hoa đều đẹp, tí xách xuống nhà chơi nhiều lắm anh chị. Đó hoa kìa. Kiếm thì em cũng có nhiều mặt hoa đó, sưu tầm. Chả biết, kiếm thì không rành lắm, chưa có chỗ. Kiếm này em phải đợt năm ngoái hoa kinh khủng, năm nay thì hoa được có 2 ngồng. Thật ra là không phải 2 ngồng đâu, chưa ra đây nè. Này phải có chỗ để ra, không để một dãy như kia kìa. Đó, xong hoa nó thòng thòng xuống mới đẹp. Đây nữa nè, kiếm quá trời nhiều. Cây này là cây mũi trắng ma bó, nhiều lắm. Nguyên vàng này là mũi trắng hết đó, còn nguyên vàng này là bệt. Năm cánh trắng tân hội. Rồi bên này là cái dãy
chơi lá của em. Cây này cũng bền, cây này rách, nữ hoàng bóng đêm, lá biên. Khu này là khu chơi lá. Bên này có cái này nó ra hoa lá như thế này, hay không anh chị? Vàng hết luôn. Có mình nó. Còn lại cây cùng giống với nó là lá biên. Cây này là cây hạt vĩ lá biên. Hoa cũng đẹp lắm, thân thủ bự. Em trồng trong cái cục của cục ấy tròn, cục giấn tròn, ra hoa được, ra hoa cũng siêu phẩm đó. Dàn này là dàn lá biên, lá sọc. Kiều. Cây này là cây gì? Vanda uyên ương. Cây này là cây thanh đạm. Kiếm. Địa lan. Nghệ tâm. Dendro. Nhiều lắm, đủ thứ hết. Đó, đó là một số loại hoa đang nở. Nếu mà anh, cái này là cái sọc vằn. Nếu mà anh chị trồng nhiều giống thì hoa sẽ có quanh năm. Nhà em thì đúng là hoa quanh năm luôn, chứ không phải mùa này. Mùa này là rộ lên, đẹp ghê. Đây, cây mũi hồng. Không lấy nét được. Còn đây nguyên dãy em trồng trong mấy cái chậu này nữa. Sau em có làm vườn em đem xuống treo. Này gì đây? Lan bian, năm cánh trắng lan bian. Còn này gì? Năm cánh trắng tân hội. Này là cây năm cánh trắng bệt mũi trắng tình anh em. Hoa đẹp vậy mà nhiều ông chê cây tình anh em này. Nhiều lắm. Nói chung khá nhiều. Cây này cũng là một cây bệt. Cũng siêu bệt luôn đó chứ. Này cây bệt mũi trắng gì đây? À không phải bệt, cây này cây cầu vồng, năm cánh trắng cầu vồng. Nhiều đó. Đây nữa, cái này năm cánh trắng núi chúa. Kỳ giải hạt chi lên xuân nè anh chị nè, mùa này ra kỳ. Dạ rồi, đó là một số loại hoa đang nở, em quay lên cho anh chị cùng ngắm. Rồi cây Montera Aurea ba vàng, màu đã cháy rồi, đem xuống dưới để đây nắng quá cháy uổng. Dạ rồi, em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ.